Xin giới thiệu với mọi người, đây là dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion, hàng của Nu Skin Mỹ nha. Trước đây chúng ta đã rất quen thuộc với cái lăn Scion hoặc là cái kem AB24 rồi, thì bây giờ chúng ta không thể bỏ qua cái sản phẩm rất là hot này của công ty đâu nha. Với cái giá là tầm trên 200 một tí xíu và dưới 300 thôi, chúng ta đã sở hữu được một chai tới 200ml ha. Trước đây mình đã bán một số sản phẩm của Việt Nam chỉ có tầm 100 đến 150ml thôi, nhưng mà giá rất là cao, giá tầm từ 280, 290 đến 300 mấy một chai luôn. Thì bây giờ chỉ với cái giá tiền là rất là thấp như vậy, mọi người đã sở hữu được một cái chai rất là tuyệt vời, hàng của Mỹ chính hãng luôn ha, và được chiết xuất từ các thành phần từ thiên nhiên. Những cái sản phẩm đến từ Mỹ thì mọi người yên tâm rồi ha, chất lượng tuyệt đối là an toàn. Và sản phẩm này giúp làm sạch, se khít vùng kín, đồng thời sẽ làm hồng vùng kín của chúng ta luôn nha.